Đây là bài tập 3 em đã hoàn thành. Thì bài tập 3 này là tạo hệ thống rig cho cái bấp bênh này. Thì cái bấp bênh này thì nó sẽ lên xuống ở hai bên như này, nhấp nhô ở hai bên. Nhưng mà điểm đặc biệt của nó so với các bấp bênh khác là ở giữa cái tâm của nó sẽ được đỡ bằng một cái hình hộp. Thì xét về vật lý thì nó sẽ có hai tâm hai bên đỉnh hình hộp như này, chứ nó không di chuyển xoay ở một điểm cố định như các bấp bênh bình thường. Thì do có hình hộp chắn ngang ở giữa cho nên về mặt vật lý thì nó có hai tâm, cho nên em phải tạo hai cái locator để điều khiển cho cái hai cái locator hai bên vị trí ở cái tâm chuyển động tâm khi mà lên xuống của bấp bênh như này, để mà khi mà nó anneal thì nó sẽ rotate được như này. Thì hai cái locator em đặt là locator left và locator right. Thì sẽ điều khiển cái thanh chắn thanh bấp bênh ở trên này. Thì cái locator bấp bênh cái thanh trắng thanh gỗ trên này á, nó sẽ điều khiển trực tiếp bởi locator right. Locator right này sẽ điều khiển parent constraint cái thanh trắng này, điều khiển hoàn toàn trực tiếp. Còn cái locator bên này, locator left này, nó sẽ điều khiển gián tiếp cái thanh trắng thông qua việc điều khiển trực tiếp cái locator right, tức là nó sẽ là cha của locator right. Và từ đó thì nó tác động lên thế giới của cái thanh trắng này. Thì hai cái locator này em đã được giới hạn chuyển động của nó để mà khi mà nó chuyển động thì nó không bị hư rít. Thì hai cái locator này, locator right là nó sẽ chuyển động như này. Còn thế giới của locator left là có tâm ở đây. Thì khi chuyển động thì nó sẽ qua như này. Và hai locator hai bên này sẽ được điều khiển bởi locator chính này. Bởi cái control bar này, control chính này. Em đặt là main control bar. Thì cái main control này sẽ điều khiển cái orient constraint, cái hướng xoay của đồng thời cả hai cái locator này. Nó sẽ điều khiển. Và khi mà đầu tiên là khi mà thanh trắng ở vị trí này thì locator này xoay control này xoay thì sẽ làm locator right xoay theo, và nó xoay đến vị trí nằm ngang hoàn toàn như này. Thì em limit cái rotate lại, giới hạn cái rotate của locator right lại, giới hạn locator của right lại, làm cho nó đến ngang đây là ngang bên khi mà nằm ngang hoàn toàn thì cái locator right nó sẽ ngừng xoay, và tiếp tục là khi mà xoay control tiếp thì cái locator bên bên trái nó sẽ xoay, làm cho cái thế giới của cái thanh gỗ bấp bênh này xoay theo và diễn hoạt được. Thì đó là cách em đã rig cái bài tập 3 này.